Chiều 10 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai tổ chức vinh danh học sinh đạt giải quốc gia quốc tế kỳ thi Olympic khoa học toán và tiếng Anh ASMO và toán tiếng Anh SIMO năm học 2023-2024. Kỳ thi Olympic quốc tế khoa học toán và tiếng Anh ASMO, toán tiếng Anh SIMO giúp đánh giá năng lực khoa học toán và tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Những năm qua, kỳ thi đã thu hút rất nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia. Tại vòng quốc gia kỳ thi Olympic khoa học toán và tiếng Anh ASMO, Olympic toán và tiếng Anh SIMO năm 2023, thành phố Lào Cai có 146 học sinh đạt huy chương vàng, trong đó có 26 học sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết quốc tế ASMO 2023 và đạt kết quả 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Đặc biệt có một học sinh đạt điểm tối đa 100 trên 100 và nằm trong top 1 quốc tế. Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cũng trao giải và giấy chứng nhận cho giáo viên tham gia các cuộc thi, hội thi, gồm thi thiết kế để kiểm tra phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh, thi giáo viên dạy giỏi bài học STEM, thi giáo viên dạy giỏi tiết học kết nối đối với cấp tiểu học, thi giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, xây dựng kế hoạch bài học STEM đối với cấp trung học cơ sở.